Hi, chào các bạn quay trở lại với kênh Đăng Quân Family. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn làm bộ mới ở bên Mỹ gọi là full set đó. Thì mấy bạn thấy cái màu mà mình làm không? Thì mình kết hợp màu trắng, bột trắng với lại bột trong với lại một chút kim tuyến nữa thì thành ra một bộ nail rồi. Đó thì mấy bạn cũng thấy đó, cũng rất là đơn giản, cũng không có khó. Không cần phải mua những cái bột mắc tiền, thì bột trong thì ở trong tiệm tiệm nào cũng có rồi, bột trắng và một cái hũ leader. Cái hũ leader này á, thì mình là kim tuyến đó các bạn, thì mình mua ở trên eBay á, giá cũng rẻ, có 2 đô à. Đó, bột này là bột trắng, nhưng mà trắng này là trắng nó hơi nhạt nhạt chứ không có trắng đậm như là bình thường. Rồi còn đây là hũ mình mua trên eBay á, rất là rẻ, có khoảng 1 đô mấy, 2 đô à. Đó chỉ có kim tuyến thôi, chưa có pha bột á. Thì nếu mà bạn muốn mà đắp lên móng tay á thì bạn phải đó, mấy bạn thấy mình đổ ra không, cái này là kim tuyến chưa có bột. Khi mà bạn muốn đắp á thì bạn phải lấy một chút xíu bột bột trong, bột ly á đó, bạn nhúng một miếng lưu huỳnh đó, rồi bạn nhúng vô một chút xíu là nó ra thành một cái bột kim tuyến rất là đẹp, rất là chiếu, không còn phải tốn tiền mua những cái bột mắc tiền, rất là đơn giản. Thì cái bộ này cái vốn thật sự ra chỉ có vài đô thôi, nhưng mà mình bộ tay này thì mình làm khách mình lấy tới 60 đô lận, thì cũng rất là cao đó. Thì mình bỏ qua cái bước mà dán móng nha các bạn. Thì khi mà dán móng xong đó, thì mình bỏ rimmer lên. Cái rimmer này có tác dụng là khử những cái dơ, những cái dầu trên cái móng tay thiệt của khách. Khách này thì hồi nãy có sơn no chip trên tay rồi, có treo quá thì mình gỡ ra, thì cái viền cuticle người ta thì hơi bị trắng trắng, nhưng mà chút nữa mình làm xong á thì mình bỏ dầu vô là bình thường. Đó thì đầu tiên mình cái ngón này thì mình sẽ làm chỉ có bột trắng thôi. Mình làm từ từ, mình đắp 2 cục cho các bạn xem. Chứ bình thường đắp 1 cục thôi, cái móng ngắn như này thì móng đắp 1 cục là cũng được. Nhưng mà mình muốn đắp 2 cục cho các bạn nào mà vừa mới biết làm á, dễ. Với lại cái trong cái phần mà cuticle khách á thì nó được gọn gàng hơn. Đó thì mấy bạn nhớ là khi mà đắp á thì mình phải giữ cái shape lại, vì không có cho bột tràn qua hai bên hông nhiều quá. Cái ngón tay cá này cũng vậy đó, tại vì khách thì muốn cái móng là super square, là vuông hay là vuông á, không có muốn tròn ở hai góc bình thường. Cái móng mà móng thiệt của mình nó bình thường là hay vuông khúc đầu rồi tròn hai bên hông, nhưng mà khách này muốn ngắn nhưng mà super vuông luôn, vuông thật là vuông đó. Bạn thấy cái màu trắng này cũng rất là đặc biệt nha, màu trắng này là mà pha giữa cái bột trắng tinh với lại bột clear á, thì nó màu nó sẽ nhạt lên một chút xíu. Nó khi mà đắp thì ráng mình đắp cái cục bột sâu sát cái tiêu cầu khách, hai bên hông phải đầy đủ. Đó, khi mà sát rồi mình vuốt cho nó đều lại. Cái ngón đeo nhẫn này thì mình làm nguyên một ngón là màu kim tuyến luôn. Thì cái màu kim tuyến này á cũng có nhiều anh chị trên mạng bán, cũng bột có pha luôn nhưng mà cũng giá khá cao. Còn mình thì mình mua mua cái kim tuyến về rồi mình tự động mình mix trên những ngón tay khách luôn, thì nó sẽ chiếu hơn đó mấy bạn thấy không. Đó, rất là chiếu, cái kim tuyến này mà lên ngón tay rất là nổi, đi mà ra ngoài nắng là chiếu chói mắt luôn đó. Này cũng hơi khó đắp nha các bạn, mình phải cần chô mình bỏ lên cái móng tay rồi mình phải quấy nó lên cho cái bột clear với lại cái kim tuyến này nó hòa làm một thì nó mới được. Chứ mà khi mà bạn nhúng nhúng nhưng mà cái cách đắp của bạn nó không có nhanh nhanh tay á, không có biết mít nó lại á, thì bột nó một chỗ mà cái kim tuyến nó một một chỗ thì cũng không có được, cũng khó đắp lắm. Mình cũng cũng đắp không có rành đâu, thì mình chỉ chia sẻ với các bạn xem thôi. Đó thì cái đầu hơi thiếu xíu, mình bỏ thêm một
chút kim tuyến lên nữa. Thì sau khi mà đắp này á, bạn cố gắng đắp càng mỏng càng tốt. Thì tại vì sao, chút nữa mình phải thêm bỏ thêm một cái lớp bột clear lên trên, mình phủ lại, chứ không chút nữa mình chạy máy hoặc là mình dũa á, thì nó sẽ mất đi mấy cái kim tuyến ở trên đi hết đó, bạn thấy không? Lấy thêm một cái bột clear nữa, mình đắp phủ phủ lại để chút nữa mình dũa thì nó đẹp. Bởi vậy khi cái đầu tiên á, thì mình đắp càng mỏng càng tốt, đừng có để dày quá chút nữa mình đắp lia bột lia lên nữa là cái móng người ta u thành một cục luôn, cũng không có tốt cho lắm. Đó, chưa có mày thấy mới có sơ sơ vậy thôi mà nó đã chiếu như vậy rồi, bạn thấy không? Rồi thì cái ngón này mình làm mà hai hai cái màu mình mix lại với nhau, thì bên Mỹ gọi là ombre các bạn. Thì cái ở phần ở đầu á, phần ở đầu thì mình đắp một cái lớp kim tuyến với lại một cái lớp clear đó, mình lắp khoảng 70% thôi. Mình cố gắng mình điều khiển cái bột clear sao cho nó đều 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 đều, đừng có bón thành một cục, hay là đừng có lỏng quá, nó sẽ thấy cái móng mình ở dưới đó. Mấy bạn cứ làm từ từ thôi, không cần phải gấp gáp đâu, làm cứ nhấp 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 nhấp, nhấp từ từ thôi. Cái bột kim tuyến này á, thì bạn đừng có vuốt, khi mà bạn vuốt như là đắp bột bình thường á, thì nó sẽ bị mất cái kim tuyến, mình chỉ nhấn 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 cho nó tràn ra thôi đó. Mình đắp khoảng 70% thôi, chút nữa mình bỏ một cái bột trắng, mình kéo từ ở trên kêu cò xuống thì nhìn nó cũng rất là hay. Rồi thì ngón này mình đắp trắng hết nguyên ngón, rồi mình bỏ một cái chút kim tuyến cho nó xéo 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 ra một cái kiểu do mình thôi, mình thấy cái nào mà khách nó thích thì mình làm, tại vì khách chỗ mình thì cũng dễ lắm các bạn, cũng không có khó gì, mình muốn làm nó sao cũng được cái đó, miễn sao ra nó vui là được rồi. Nó khi mà chèn qua thì bạn lấy cái cọ á, bạn bạn tém cái nước sơn lại cho nó đừng có tràn qua, chút nữa mình dũa mệt lắm. Nó trong lúc còn ướt ướt kìa nào đó, mình lấy cái cọ mình thấm thấm một chút cái kim tuyến lên, xéo 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 vậy đó, cũng ra được một cái kiểu cũng rất là dễ làm các bạn. Mà cái bộ tay này mình là lấy khách là 60 đô, là cũng là giá cũng cũng không có cao mà cũng không có rẻ lắm, tại vì móng này ngắn á. Đó, thì cũng đơn giản lắm, chỉ có cái bột lia rồi bột trắng với lại một chút kim tuyến. Mua chắc mình nghĩ mua mấy cái đó tầm khoảng cho 5 đồng là hết, mà bạn làm ra được một bộ nail giá trị 60 đồng thì cũng lời cũng vô đó rồi. Thì cũng có nhiều người nói không thích làm nail, nhưng mà mình thấy làm nail cũng ok, không có gì là ghê lắm. Đó, rồi mình quay trở lại cái móng này, bạn thấy không? Mình bỏ cái bột trắng lên chút xíu rồi mình quét xuống, bạn thấy không? Nó ánh dưới lớp trắng trắng, nó ánh ánh cái một lúc kim tuyến thì rất là đẹp. Đó, này cục bột thứ hai nè, để mình làm chậm chậm cho các bạn xem á, thì mình đắp nhiều cục như vậy. Đó, khi mà kéo xuống mới là thấy không? Ở trên là trắng, cái nó nhạt nhạt từ từ, cái nó bắt đầu nó thấy cái kim tuyến. Đó, thì ở bên Mỹ thì hiện tại khoảng một năm gần đây thì người ta hay chuộng cái kiểu hai cái màu nó mix lại như vậy với nhau. Bạn thấy không, mình đắp chừng khoảng một bàn tay thì khoảng chừng năm khoảng tầm 8 tới 10 phút thôi là xong rồi. Đó, thì cái ngón này mình bỏ thêm một cái lớp lia nữa. Mấy bạn lưu ý là cái ngón nào mà có kim tuyến là bạn phải có bỏ một cái lớp lia để cover lại, không chút nữa bạn dũa hoặc là bạn chạy máy ở trên cho nó láng ấy, thì nó sẽ bay mất. Bởi vậy cái này bạn không có cần phải làm dày, làm mỏng thôi, tại vì nếu mà bạn làm mỏng quá thì chút nữa bạn đắp cái lớp lia á, nó dày lên thì ok, còn mà bạn mà làm ở dưới dày rồi thì cái lớp lia ở trên là bạn phải làm cố gắng làm sao cho thật là mỏng, tại vì khách thì nó cũng không thích dày. Nói chỗ này thì hơi thiếu là mình bỏ một cái lớp lia lên, mình quét từ ở ở dưới lên trên đó, cho nó đều.
cố gắng giữ cái shape, cho mình lấy cái cọ, thân cọ mình tém hai bên hông lại cho nó đều đó. Mấy bạn thấy không, đắp cũng cũng đơn giản thôi, tại vì móng ngắn á, mình đắp cũng bình thường lắm đó. Bắt đầu tới phần dũa, dũa thì mình cũng vậy, mình lấy cái tay của mình á, mình bấm hai bên hông của cái khóe móng của khách ra rồi mình dũa, chứ mà mình không có lấy ra khi mà mình dũa nó còn ở dưới đó. Thì khách muốn súp bê vuông thì cũng dễ lắm, nó cũng ra xếp sẵn rồi, do mình đắp hồi nãy mà mình đắp mà chè nhiều quá thì mình dũa mệt, còn mình đắp mà mình chịu khó mình sửa lại hai bên hông á, mình ráng ém nó vô theo cái xếp á thì nó chút nữa mình đỡ mệt đó. Mình chỉ theo cái đường thôi, cái xếp mà càng vuông á thì nó càng dễ nha các bạn. Thì hiện tại bên Mỹ này thì người ta thích hay thích cái kiểu móng xếp theo cái dạng là cái hòm á các bạn, cái hòm của Mỹ không phải cái hòm của Việt Nam. Cái hòm ở Mỹ á thì nó hơi nhọn ở cái phần đít, còn cái đầu thì nó hơi hơi bè ra chút xíu thì cũng rất là đẹp. Đó, thì mình cũng vũ sơ thôi, rồi mình chạy máy chút nữa mình cũng coi lại thêm một lần nữa. Đó, móng nào thì mình cũng phải tách cái móng bột với lại da của khách ra, tại nhiều khi mình đắp á, nó tràn ra mà mình không chịu tách ra thì nó khi mà mình chạy nó còn dơ ở dưới cũng không có được. À, mấy bạn thấy không, khách nó vuông như mình phải ráng mình dũa sao cái đầu nó hơi tóm tóm lại chút xíu, đừng có bè cái đầu ra quá thì nó nhìn cái móng nó thô lắm. Nó bắt đầu mình lật lại cái móng thì mình dũa lại, thì cái góc này thì mình quay nó bị mất cái hình chút xíu, mấy bạn thông cảm đó. Mình lật cái móng vậy mình coi, tại vì khi mà khách nó coi á, là nó coi cái hướng ngược lại, còn khi mà mình đắp tay á, thì mình đắp theo hướng ngược lại, bây giờ mình phải coi hai hướng luôn thì khi mà ra bộ móng thì khách nó nhìn nó mới thích đó. Bây giờ tới phần mình chạy máy á các bạn, thì trước khi chạy máy á, thì mình lấy cái tay của mình để mình nhấn cái kêu cồ, kéo kêu cồ của người ta lên một chút xíu để cho mình thấy cái đường để mình dễ chạy á. Thì tùy theo mấy bạn, nếu mà hồi nãy mấy bạn đắp mà đẹp rồi á, không có chèn nhiều á thì mình chạy một chút xíu thôi đó, như mình vậy á, chạy một chút xíu thôi đó, chạy hai bên hông cho nó tạo ra một cái độ lài, một cái độ lài từ ở trong cái kêu cồ ra đầu móng và từ bên trái sang bên phải đó. Một cái móng thì mình chỉ chạy nhiêu đó thôi à, không có chạy nhiều đâu. Cái lúc mà mình mới tập làm á thì mình chạy rất là nhiều, tại vì mình đắp chưa có đẹp á. Bây giờ nhiều anh chị thời đó làm rất là nhanh, mà mình cứ nghĩ trong đầu sao mà người ta làm nhanh như vậy. Thì thật ra là cái quan trọng ở chỗ là cái đắp, chứ không phải là quan trọng ở chỗ chạy máy. Khi mà bạn đã đắp cái bột mà nó vừa không có chèn rồi ôm sát cái móng á, thì khi mà bạn chạy rất là nhanh. Mỗi ngón là mình cứ kéo cái kêu cầu khách lên chút xíu, bấm thấy không? Bạn thấy không? Khi mà mình bấm ra thì nó sẽ lòi ra cái phần bột, tách tách riêng với lại cái phần da ra đó. Bắt đầu mình mới đưa cái máy vô rồi mình chạy cho nó sạch thôi đó. Đó, mình cũng chạy kêu cờ từ trái qua phải đều hết rồi, cái mình bắt đầu mình chạy cho cái mặt móng nó láng là xong. Mình cái clip này mới là clip thứ hai mà mình làm về nail cho các bạn xem thôi, thì có những cái điều sai sót hay cái gì á thì mấy bạn thông cảm bỏ qua nha. Đó, mài kêu cồ cho thật là sạch xong rồi mài cái mặt móng
mình đừng có chạy quá, chạy nhiều quá cái lớp bột clear hồi nãy, bột trong hồi nãy mình đắp ở trên đó, nếu mà bạn chạy nhiều quá thì nó sẽ mất đi, nó mất đi nó sẽ lòi ra cái kim tuyến ra, thì khi đó nó sẽ không có đẹp. Bạn thấy không, cái màu trắng này nó không có trắng quá, trắng mà nó hơi đục 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 giống cái màu màu xà bông ở Việt Nam á, nó hơi đục 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 thôi, không có muốn trắng toát lên. Đa phần ở khu mình thì nó muốn vậy, không có muốn trắng, không có muốn nổi, muốn hơi nhu nhu, màu nhu nhu vậy, nhìn cũng rất là cưng. Đó, bắt đầu xong cái cục chì sắt á, nếu mà mình muốn kỹ á, thì mình lấy thêm cái một cái đầu giấy mình giũa giũa sạch, cái này là giũa sạch lại những cái phần nào mà còn dính á thì nó sẽ bay đi hết đó, mấy bạn thấy không, không kêu cò không, giũa một cái là bắt đầu nó sạch lại đó. Ví dụ như mấy bạn mà có sơn á, sơn màu á, thì nên giũa bằng cái này, thì chút nữa bạn sơn á, nó rất là láng, nó không có bị gồ ghề. Đó, chỉ giũa sơ như vậy thôi là xong một bộ móng. Một bộ như thế này á, thì mình làm bình thường á, thì tầm khoảng hai mấy tới 30 phút á, thì mình ăn tiền khách như vậy á, thì cũng có nhiều chỗ nó ăn giá cao hơn á, nhưng mà mình làm mình tại mình cũng mới làm á, nên mình lấy giá cũng trung bình thôi. Đó, sau khi mà bạn giũa sạch ở dưới móng, tại nhiều khi hồi nãy á mà bạn đắp á, mà bạn chèn ở dưới móng á, bạn phải lật ngược tay người ta lại, bạn lấy một cái đầu nhọn bạn lim thật là sạch sẽ, tại vì khách nó về nhà á, nó cứ con ngón tay của nó mà ở dưới á, nó có dính bột hay dính cái gì á, thì nó rất là khó chịu. Sau đó mình lấy một cái cục búp phở, mình búp thêm một lần nữa cho nó thật là kỹ. Đó, nó bắt đầu mình chét đó, sau sau đó thì mình bỏ một cái nước treo lia lên, thì nhìn cho nó mới bóng, nó mới đẹp được. Đó, nè bạn nhìn cái món kim tuyến này nè, rất là sáng đó, các bạn thấy không? Khi mình quét lên nhìn rất là sáng, trong mà đẹp nữa. Đó. Đó, ánh ánh lên. Cái này là mới đèn thôi đó. Bạn ra ngoài nắng nên nó còn chiếu dữ nữa. Còn cái ngón này bạn thấy không? Ở trên là lớp trắng rồi bắt đầu nó đậm rồi nó nhạt 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 ra, tới gần chính giữa thì nó có một cái lớp kim tuyến. Đó mấy bạn thấy không? Đó bây giờ sau khi bỏ lớp thì mình bỏ vô một cái máy, ở bên Mỹ có máy máy hơ hơ treo á, thì ở Việt Nam mình thấy cũng có rồi, mình để 60 giây là bắt đầu nó khô là xong. Bắt đầu mình bỏ một chút dầu lên kêu cờ, rồi mình nếu mà có thời gian rảnh đó, thì mình bỏ một chút lotion lên mình massage là xong, mình lụm tiền thôi. Cũng rất là dễ, nhanh mà cái chi phí thì lại thấp nữa. Bởi vậy cũng rất thích. Mấy bạn thấy không, khi một bộ tay ra rất là đẹp. Thì video clip mình cũng kết thúc tại đây, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Có những video tiếp theo thì mình sẽ làm tốt hơn. Bye bye và chào tạm biệt các bạn.